Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Vlog của LB Work. Hôm nay tôi xin trình bày với các bạn về chủ đề giá trị dinh dưỡng valine trong sản xuất thức ăn heo. Về nội dung trình bày gồm có giới thiệu valine trên heo con, lần thứ ba là valine trên heo nái nuôi con và kết luận. Về giới thiệu valine đầu tiên, đó là một loại axit amin mạch nhánh có lượng phân tử khoảng 117. Thì khi chúng ta nói đến valine thì thường chúng ta đề cập đến là axit amin mạch nhánh gồm có valine, leucine, isoleucine. Đây là một trong ba loại axit amin mạch nhánh tham gia vào quá trình tạo cơ trên động vật. Về chức năng của valine, valine là một loại axit amin mạch nhánh hay còn gọi là branched amino acid. Đây là một loại axit amin thiết yếu, là axit amin giới hạn thứ 5 trên heo và là axit amin giới hạn thứ 4 trên gà thịt và là axit amin giới hạn thứ 5 trên gà đẻ. Được chuyển hóa chủ yếu trong cơ tổng hợp alanin, glutamin. Hàm lượng valine có thể chiếm khoảng 40% tổng số axit amin thiết yếu trong cơ. Valine có tỷ lệ oxy hóa cao trong tuyến vú của động vật, đặc biệt đó là thời điểm mà heo nái nuôi con. Valine có nhiều trong cơ xương, nó chiếm khoảng hơn 30% axit amin thiết yếu, và trong ông lông vũ thì có khoảng hơn 16% axit amin thiết yếu. Chuyển hóa axit amin mạch nhánh thì axit amin mạch nhánh đầu tiên thì là được chất dinh dưỡng hấp thu vào trong đường ruột, sau đó chuyển qua gan và chuyển thành axit amin mạch nhánh, và axit amin mạch nhánh tham gia quá trình tổng hợp cơ. Thì trong quá trình sinh sản thì axit amin mạch nhánh giúp là tăng tiết sữa, duy trì độ dày mỡ lưng cho heo nái nuôi con. Về động vật tăng trưởng thì axit amin mạch nhánh giúp thúc đẩy sự phát triển của tế bào thần kinh, đường ruột, cơ xương và điều tiết tính thèm ăn. Đối với lại heo thì là đây là một trong những cái chỉ tiêu quan trọng kết hợp với lại tryptophan. Tryptophan thì có khả năng làm cho im dịu và tiết ra serotonin, làm cho heo con có khả năng là ngủ nhiều hơn, tốt hơn và ăn ngon miệng hơn. Và valine cũng tham gia vai trò giúp cho heo nó mạnh khỏe hơn và ăn ngon miệng hơn. Về sự tương quan của các axit amin mạch nhánh, thì axit amin mạch nhánh, khi chúng ta đề cập đến axit amin mạch nhánh thì là bao gồm axit amin, đó là valine, leucine, isoleucine. Đầu tiên thì ở trong cơ xương, axit amin mạch nhánh được chuyển hóa thuận nghịch và tạo thành alpha keto acid. Tới bước 2 thì ở trong gan nó chuyển hóa một chiều và đi vào nơi chứa axit amin để tổng hợp ribosome. Khi mà chúng ta bổ sung leucine thì giúp tăng hàm lượng alpha keto acid trong aminase. Nhưng leucine thì thường có dư trong khẩu phần nên là nhu cầu valine và isoleucine theo đó nó cũng phải tăng lên. Vì cơ chế chuyển hóa axit amin mạch nhánh trong tuyến vú, đây là cái tuyến vú của, lấy ví dụ như là tuyến vú của con heo nái, thì nó tiêu thụ khoảng 76 gram valine trên một ngày. Và khi đó nó hấp thu và nó chuyển hóa ở trong tuyến vú và nó tiết ra là khoảng 46 gram valine trên một ngày trong sữa. Hàng ngày thì có khoảng 30 gram axit amin mạch nhánh được chuyển hóa trong tuyến vú. Về cơ chế chuyển hóa axit amin mạch nhánh trong tuyến vú thì trong quá trình tiết sữa nái nuôi con, hoạt động của enzyme là BCAA transaminase tăng gấp 10 lần. Tuyến vú thì không thể chuyển hóa arginine, ornithine và proline thành glutamine do thiếu enzyme pyrrolidine carboxylic acid dehydrogenase. Valine thì có tỷ lệ oxy hóa cao trong tuyến vú và phần lớn các axit amin mạch nhánh là nguồn cung cấp carbon nitơ trong thành phần sữa. Phần nhỏ thì tham gia vào các chức năng khác. Cách hữu hiệu nhất giúp để tổng hợp glutamine là bổ sung axit amin mạch nhánh trong khẩu phần ăn. Ví dụ như là tỷ lệ oxy hóa
của isoleucin ở trong tuyến vú là khoảng 79.8%, leucin là 82.5, valin là 89.9. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu các hàm lượng axit amin mạch nhánh trong nguyên liệu phổ biến. Ví dụ như ở trong bắp thì ta có hàm lượng lysin, isoleucin, leucin và valin. Thì tỷ lệ giữa isoleucin, leucin và valin lấy leucin làm trung tâm thì thấy được là ở đây thì isoleucin khoảng 0.27, leucin là 1, valin là 0.41. Thì ta xét qua khẩu phần bắp, cao lương, lúa mì, bã đậu nành, bã hạt bông, bã cải, bột gluten bắp, bột cá, bột huyết sấy, bột lông vũ và bột xương thịt. Thì ta thấy là isoleucin có nhiều trong bã cải đắng và bã hạt bông. Isoleucin thì đây là isoleucin có nhiều trong bã cải đắng và hạt bông. Valin thì có nhiều trong bột cá, bột huyết sấy và bột lông vũ. Đây valin, chúng ta sẽ thấy đây valin ở trong bột cá, bột huyết sấy và bột lông vũ, tỷ lệ valin cao. Nguyên liệu ngũ cốc mà trừ bã đậu nành thì đều có hàm lượng valin rất là thấp. Ví dụ như đây là những cái loại nguyên liệu ngũ cốc bắp, cao lương, lúa mì, valin ở trong khẩu phần này rất là thấp. Sau đây chúng ta sẽ xét đến ảnh hưởng của tỷ lệ valin trên lysin đến năng suất của nái nuôi con và heo con cai sữa. Cái chỉ số SID là chính là chỉ số tiêu hóa hậu tràng tiêu chuẩn. Valin trên heo nái, ta thấy được ở đây qua nhiều năm nghiên cứu từ năm 96, 97, 98 đến năm 2012 thì ta thấy được là cái tỷ lệ valin trên lysin nó sẽ thay đổi và nhiều mục tiêu khác nhau. Ví dụ như năm 96 thì ở cái tỷ lệ là lysin 100, valin 128, chứng tỏ là tỷ lệ valin trên lysin là khoảng 1.15, thì nó giúp là cải thiện được cái tổng đàn con bào thai và trọng lượng heo con sinh ra. Ví dụ như năm 2012 DNRC của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc gia Mỹ, thì nếu mà tỷ lệ valin nó tăng lên ví dụ 0.75 thì nó giúp cho nâng cao được cái tỷ lệ bào thai á, là khoảng 1.9 kg. Nếu mà nâng tỷ lệ valin lên là 0.81 thì nó trọng lượng bào thai có thể tăng lên được khoảng 2 kg. Nếu mà tỷ lệ valin là 0.87 thì trọng lượng bào thai có thể là 2,1 kg. Ta khảo nghiệm trên heo nái về ảnh hưởng của tỷ lệ valin đến năng suất, thành phần dinh dưỡng trong sữa và chỉ số plasma của nái nuôi con. Thì vật liệu và phương pháp thí nghiệm, đây là chúng ta sẽ lấy ở cái ngày không, đó là cho lấy trọng lượng là heo nái body weight gain và trọng lượng của bào thai. Sau tới ngày thứ 7 thì đẻ con và trọng lượng của heo nái. Đến ngày 28 ta lấy mẫu máu và sữa đến ngày thứ 35. Thì khảo nghiệm được tiến hành trên 32 nái mang thai Lạc-wise răng rát ở ngày thứ 107, thể trọng khoảng chừng 219 kg, cộng trừ 7.15 và lứa đẻ là 1.82. Ta có 4 nghiệm thức để khảo sát, đó là hệ số tiêu hóa hậu tràng valin trên lysin, đó là 63, 83, 103 và 123. Thì mỗi nái được cho ăn khoảng 2 kg thức ăn một ngày và lượng ăn và tăng dần lên sau khi đẻ và cho ăn tự do đầy đủ. Xét đến năng suất của nái và heo con thì ta thấy được là ở cái mức valin tăng lên từ 63 đến 123 thì ta thấy là cái lượng thức ăn ăn vào hàng ngày nó tăng lên. Cái mỡ lưng bị hao hụt á, thì nó giảm đi. Và trọng lượng heo con cai sữa lại tăng lên. Thì khi mà xét axit amin trong sữa non thì hầu như tất cả các loại axit amin trong sữa non nó đều được tăng lên hết so với lại cái tỷ lệ valin trên lysin. Axit amin trong sữa hôm nay cũng vậy, thì ở đây ta thấy được là đặc biệt là cái hàm lượng axit amin arginine và isoleucin nó được tăng lên đáng kể, lysin cũng được tăng lên đáng kể khi mà chúng ta có bổ sung valin trên
lysine khoảng từ 63% cho đến 123%. Axit amin trong huyết tương heo nái và heo con cũng thế, ta thấy được là các loại axit amin trong huyết tương thì cũng đều là có khả năng là chúng ta thấy được là nó có sự thay đổi và nó gia tăng lên theo cái tỷ lệ valin trên lysine. Đến đây chúng ta sẽ xét cái tỷ lệ tiêu hóa tràng valin trên lysine lý tưởng. Thì ở đây chúng ta xem xét được là cái khẩu phần mà có valin trên lysine từ 50 cho tới 130 và gia tăng trọng lượng bình quân ngày, thì ở cái góc độ cái đường cong mà chúng ta thấy được khoảng cái phương trình là 113%, tỷ lệ valin trên lysine khoảng 113% thì nó cho là tăng trọng bình quân ngày là tối ưu. Chúng ta thấy được ở cái điểm là 88, điểm gãy 88 thì là cái tỷ lệ mỡ lưng trên con heo nái nó bị mất đi là thấp nhất. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được là đốt lại heo con heo nái và heo nái nuôi con và nái tiết sữa, thì ta thấy được là nếu mà chúng ta có một cái chiến lược, nếu mà duy trì cái tỷ lệ mỡ lưng thì chúng ta có thể sử dụng valin 88%. Nếu chúng ta vừa duy trì mỡ lưng và vừa tính đến là tăng trọng lượng bình quân ngày của heo con lên thì ta sử dụng tỷ lệ valin là 113%. Tiếp theo là chúng ta sẽ xét đến cái thành tích chăn nuôi của heo con sau cai sữa. Thì ta sẽ xét ảnh hưởng của valin đến năng suất, sức khỏe đường ruột và sự chuyển hóa sesamin mạch nhánh trên heo con cai sữa. Thì vật liệu và phương pháp thí nghiệm chúng ta cũng có là 144 heo con cai sữa là Duroc, Langras, Nhược Sai, 6 chuồng, 1 nghiệm thức và 6 con 1 ô chuồng heo được thiến, 3 con và heo cái thì 3 con nghiệm thức được bố trí ở tỷ lệ là valin trên lysine là 50, 60, 70, 80 và cho tự do. Thì ta khảo nghiệm từ ngày 0 cho tới ngày 28 thì trọng lượng ban đầu và đó, tới ngày 28 thì ta cân lại trọng lượng, lấy mẫu máu và giết mổ. Thì ta thấy được là cái tỷ lệ valin trên lysine nó tăng lên thì nó giúp cho cái tăng trọng bình quân ngày nó cũng tăng lên đến một cái điểm là khoảng 70% valin so với lysine thì đường cong nó bắt đầu gãy. Như vậy ta thấy được điểm tối ưu của cái tỷ lệ valin trên lysine đó với lại heo con là khoảng 70% thì cho là gia tăng trọng lượng bình quân ngày là tốt nhất. Về chiều cao với nhu mao đường ruột cũng thế, ta thấy được là ở cái góc độ là tỷ lệ 70% valin trên lysine thì vi nhung ma đường ruột ở tá chèn, không chèn và hồi chèn là tá chèn, không chèn và hồi chèn thì đều là có xu hướng tăng và sau đó giảm lại, thì ở 70% valin trên lysine là cho ở mức tối ưu. Ta khảo sát cái tỷ lệ axit amin và cái chỉ số BCK trong huyết tương thì ta cũng thấy được rằng đó là cái chỉ số axit amin nó có tăng lên ở một cái mức đáng kể, sau đó nó sẽ giảm đi, thì nó lên quanh dao động tới 80% thì bắt đầu nó sẽ giảm xuống. Thì khi mà ta xét đến cái đường cong bậc 2 thì chúng ta thấy được là cái đường cong mô hình lý tưởng là tỷ lệ valin trên lysine là khoảng 70% thì cho được gia tăng trọng lượng bình quân ngày là tối ưu, và lên quanh thì khoảng 68% là cái điểm bắt đầu nghỉ. Hàm lượng axit amin mạch nhánh trong nguyên liệu phổ biến thì chúng ta thấy được là nếu mà cái nhóm đối chứng mà chúng ta sử dụng khẩu phần là bắp, lúa mì, lúa mạch, bã nành, rồi chúng ta xét thêm năng lượng và cái tỷ lệ valin trên lysine và khẩu phần mà chúng ta có bổ sung thêm valin, thì xét ở cái thí nghiệm thứ nhất là chúng ta có bổ sung thêm cái tỷ lệ lysine đó, khẩu phần cơ bản là 55%,
mà khẩu phần có bổ sung valine là 70%. Thí nghiệm thứ hai thì là 80%. Và ta tổng hợp nhiều thí nghiệm khác nhau, ta thấy được là khi mà chúng ta bổ sung valine vào trong khẩu phần so với lại khẩu phần cơ bản thì cái tăng trọng nó cải thiện được khoảng 10%. Hệ số FCR nó giảm lại được khoảng chừng giảm đi khoảng 6% hoặc là 4-5%. Hàm lượng mà acetamin mạch nhánh trong nguyên liệu phổ biến thì khi mà chúng ta sử dụng một cái mẫu gọi là negative là cái đối chứng âm đó, mà chúng ta chỉ tỷ lệ là valine trên lysine là khoảng 5-7%, sau đó ta bổ sung thêm valine vào để nâng cái mức tỷ lệ valine trên lysine từ 5-7 lên 70%, thì ta thấy được là gia tăng trọng lượng bình quân ngày nó tăng lên có ý nghĩa khoảng 100 gram. Và nếu mà chúng ta bổ sung giảm cái đạm thô xuống từ 20 xuống 20 cho nó xuống 17% và chúng ta nâng cái tỷ lệ valine trên lysine từ 58 lên 70 thì ta thấy được là cái gia tăng trọng lượng bình quân hàng ngày nó cũng tăng trưởng tốt. Xét đến ảnh hưởng của valine trên các khẩu phần của heo con thì về khẩu phần ăn thì là chúng ta thiết kế là bắp, bã nành, bột quay và SID lysine là khoảng 1.33 và MA là 3.35 megacalo trên kg. Ta đem khảo nghiệm các vật nuôi của mình từ 6 đến 15 kg khoảng 120 con. Thì chúng ta lại sử dụng là cái khẩu phần thức ăn của chúng ta là đây là đạm thô thì chúng ta giảm xuống từ 21, 19 năm, 18, 16 năm và 15. Thì trọng lượng ban đầu của chúng ta loanh quanh khoảng chừng 6 kg. Và trọng lượng cuối khoảng 16 kg. Thì ta thấy được là gia tăng cái lượng thức ăn ăn vào hàng ngày giảm dần. Gia tăng trọng lượng bình quân ngày ổn định và FCR là cũng tương đối là như nhau. Khi mà chúng ta giảm dần đạm xuống thì chúng ta bắt đầu bổ sung thêm acetamin. Ví dụ như từ 21 xuống 19 năm thì ta bổ sung thêm valine, xuống 18 thì chúng ta bổ sung thêm tryptophan, isoleucine, 16.5 thì bổ sung thêm sử dụng có là lysine, methionine, threonine, tryptophan, isoleucine và valine. Thì đạm thô trong khẩu phần giảm từ 21 xuống 15% thì nhưng khẩu phần giảm đạm thô có bổ sung valine và isoleucine thì kết quả cho thấy không có sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của heo con giữa nhóm là đạm cao và đạm thấp. Như vậy thì điều này nó cũng mang đến cho chúng ta một cái khái niệm là chúng ta có thể lập công thức và xây dựng khẩu phần đạm thấp bằng cách sử dụng acetamin tổng hợp vào mà nó không ảnh hưởng đến thành tích chăn nuôi, chúng ta giữ vững được thành tích chăn nuôi. Thì khi khẩu phần thức ăn thấp đạm có bổ sung valine và isoleucine trên tăng trọng của heo con, chúng ta sẽ xem xét về khẩu phần ví dụ là bắp, lúa mì, khô đậu nành và tỷ lệ lysine là 1.2 ME là 10.2 megajoule, cũng là heo con từ 7 đến 16 kg 60 con. Thì ta giảm đạm từ 20 xuống 17, rồi bổ sung thêm isoleucine, rồi bổ sung thêm valine. Thì ta quan sát là lượng ăn vào hàng ngày, gia tăng trọng lượng của ngày và hệ số chuyển hóa thức ăn. Thì valine là acetamin giới hạn thứ 5 sau lysine, methionine, threonine và tryptophan. Và valine giúp cho tăng trọng hiệu quả và cải thiện được FCR khi bổ sung cùng với lại isoleucine. Ở đây chúng ta thấy mặc dù chúng ta giảm đạm xuống nhưng mà có bổ sung thêm valine với isoleucine thì hệ số chuyển hóa thức ăn là nó tương đương với nhau. Giờ chúng ta đi tìm tỷ lệ tối ưu valine trên lysine thì chúng ta xét một cái khẩu phần thức ăn cơ bản đó là bắp, lúa mì, khô đậu nành và mức bổ sung valine là 0.05, 0.1, 0.15 và 0.2 tương đương với lẻ SID valine trên lysine là 0.57, 0.62, 0.66, 0.7 và 0.75. Thì ta khảo nghiệm các vật nuôi ở khoảng chừng tầm 8.7 kg. Thì chúng ta thấy được ở cái
mức là valin trên lysin là khoảng 72% thì là gia tăng trọng lượng bề ngoài là cao nhất. Và ADG của chúng ta là cao nhất mà là fintech, cũng như là hệ số FCR là thấp nhất, cũng ở cái mức là valin trên lysin là 72%. Như vậy khi ta chọn tỷ lệ valin trên lysin là 72% thì là gia tăng trọng lượng bình quân ngày cao nhất và hệ số chuyển hóa thức ăn là thấp nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đánh giá hiệu quả của khẩu phần ăn đạm thấp có bổ sung axit amin mạch nhánh trên heo con. Thì chúng ta cũng xây dựng một cái khẩu phần đó là bắp, bản nành, bột quay. Và hệ số SID của lysin là 1.23, năng lượng thuần net energy là 10.37 megajoule. Ta nuôi vật nuôi từ 8,5 kg cho đến 21 kg, khoảng 20 đến 28 heo con. Thí nghiệm ta ghép lại ở mức T1, thí nghiệm T1 thì chúng ta mức dinh dưỡng tương đương với lại nhóm đối chiếu là nhóm đối chiếu âm, B là lượng thức ăn tương đương với lại nhóm đối chiếu âm. Thì ta thấy được là cái đây là cái lượng ăn vào hàng ngày và gia tăng trọng lượng mình mỗi ngày. Thì ở cái khẩu phần mà chúng ta thấy được là giảm đạm mà ảnh hưởng đến tăng trọng có thể liên quan đến lượng ăn vào. Ví dụ như là chúng ta ở cái khẩu phần đầu tiên là khẩu phần E là 19% mà bổ sung 4 loại axit amin, rồi 16% bổ sung 4 loại axit amin. Sau đó chúng ta giảm xuống 16% nhưng bổ sung 4 loại axit amin nhưng mà bổ sung thêm axit amin mạch nhánh nữa. Và cái khẩu phần 17.2% bổ sung 4 loại axit amin và 2 axit amin mạch nhánh. Thì đã thấy được rằng là ở trong cái khẩu phần mà không có axit amin mạch nhánh đó, thì là gia tăng trọng lượng bình quân là nó thấp nhất và ăn vào cũng thấp nhất. Nhóm mà thí nghiệm ghép đôi thì chúng ta cũng thấy được là nếu mà chúng ta bổ sung thêm axit amin mạch nhánh vào thì chúng ta thấy được là cái gia tăng trọng lượng bình quân ngày nó cũng tăng lên cải thiện và lượng ăn vào cũng tốt hơn. Như vậy thì những khẩu phần ăn mà giảm đạm có bổ sung axit amin mạch nhánh thì lượng ăn vào và tăng trọng thì được phục hồi. Trong cùng một lượng thức ăn vào thì tốc độ tăng trọng của heo con tăng lên sau khi là bổ sung axit amin mạch nhánh. Đây chúng ta thấy lấy ví dụ rõ ràng là cùng một cái tỷ lệ đạm mà chọn 4 loại axit amin nhưng mà chúng ta bổ sung thêm axit mạch nhánh thì lượng ăn vào nó tăng lên và tăng trọng cũng tăng lên. Ta sẽ phân tích tổng hợp nhu cầu valin của heo con thì thông qua nhiều cái khảo nghiệm chúng ta thấy được là cái tỷ lệ SID valin trên lysin khoảng 70% thì nó sẽ cho cái gia tăng trọng lượng bình quân ngày là cao nhất. Và ở cái góc độ là tỷ lệ valin trên lysin là 70% thì hệ số FCR là thấp nhất. Thì ta tiến hành ta phân tích tổng hợp trên số liệu nghiên cứu đã công bố về ứng dụng của valin trên heo thì chúng ta kết luận được rằng là cái tỷ lệ SID valin trên lysin là 70% á, thì nó cho là gia tăng trọng lượng bình quân ngày và hệ số gia tăng trọng lượng bình quân ngày là cao nhất và hệ số FCR của heo con đạt ở mức thấp nhất. Giờ chúng ta sẽ đi đến để xem coi nhu cầu valin của heo con nó là bao nhiêu là nó phù hợp. Thì nhu cầu valin của heo con ở trên các nước thì chúng ta thấy có nhiều cái trung tâm nghiên cứu, ví dụ như là ở Pháp thì người ta nghiên cứu là không ra valin khoảng 70, ở Mỹ thì khuyến nghị là 68, GB này là ở Anh khuyến nghị 70, Brazil thì khuyến nghị 69, Spain là ở Tây Ban Nha khoảng 71 và Đan Mạch là 70. Thì tỷ lệ valin trong lysin so với lysin trong sữa và trong cơ thể, ví dụ trong heo nái thì tỷ lệ valin trong lysin khoảng 72 đến 78, ở trong cơ thể mà chúng ta phân tích tổng hợp thì nó lên gần khoảng 65 cho đến 81%. Thì ở bên công ty CJ họ có đề xuất mức dinh dưỡng valin nó là khoảng 70% so với lại lysin. Thì họ căn cứ vào kết quả của bên ITA của Tây Ban Nha. Thì sau đây là cái tỷ lệ khuyến nghị amino acid trên heo con, ví dụ như là lấy lysin là 100 thì
chúng ta khuyến nghị sử dụng tryptophan khoảng 22%, valine khoảng 68-75, isoleucine là khoảng 53, arginine khoảng 42. Kết luận thì khi mà bổ sung valine trong các khẩu phần thì có khả năng cải thiện được tăng trọng và làm giảm được hệ số chuyển hóa thức ăn trên heo con. Khi chúng ta bổ sung valine có thể tăng lượng tiết sữa trên heo nái, duy trì được độ dày mỡ lưng trong giai đoạn tiết sữa. Thì đối với heo con thì chúng ta khuyến nghị SID của valin trên lysine là khoảng 70%, heo nái SID trên valin là khoảng 105-110%. Thì phần trình bày đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thì để tiện cho theo dõi trong thời gian tới thì các bạn có thể đăng ký kênh YouTube LB Quốc để có thêm thông tin bổ ích, và chúng ta sẽ nhấn vào cái hình chuông để chúng ta nhận được thông báo mỗi khi kênh chúng ta đăng thêm những cái bài cập nhật. Và các bạn đừng quên comment, like và share để chúng ta có thể chuyển tải những cái thông tin này đến cho các bạn của chúng ta nắm được thêm thông tin và cập nhật được thêm thông tin về dinh dưỡng để thiết lập công thức cho vật nuôi. Xin chân thành cảm ơn.